Chiều 11 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký ban hành văn bản hỏa tốc về việc tạm dừng một số hoạt động có nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Theo đó, thực hiện kết luận chỉ đạo của Bí thư Thành ủy tại hội nghị thường trực Thành ủy, quán triệt chỉ đạo ban chỉ đạo thành phố, cấp ủy chính quyền từ thành phố đến cơ sở về công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngày 11 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành chỉ thị số 12 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Để chủ động ngăn chặn, kiểm soát tình hình dịch bệnh, đặc biệt là các địa điểm có nguy cơ cao, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tiếp tục chỉ đạo tạm dừng hoạt động các nhà hàng, quán bia, bia hơi cho đến khi có chỉ đạo mới của thành phố. Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chỉ đạo giải tỏa ngay các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Trước đó thì chỉ thị số 12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các cửa hàng ăn uống trong nhà phải đảm bảo giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 2 mét. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống xung quanh các bệnh viện chỉ được bán hàng mang về. Riêng khu vực xung quanh Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và các bệnh viện khi xuất hiện ổ dịch, tạm dừng các hoạt động các dịch vụ kinh doanh ăn uống, cửa hàng tạp hóa, đóng cửa các khu nhà trọ. Phạm vi khu vực, thời gian dừng các hoạt động do Ban chỉ đạo các quận huyện chủ động quyết định dựa trên tình hình thực tế của địa bàn.